Xin chào các bạn, xin chào quý bà con. Trong cái công trình demo tranh hôm nay đấy, thì tôi sẽ cho các bạn thấy được cái hiệu ứng trang trí tuyệt vời của tranh 3D cao cấp, khi mà cái bức tranh của chúng ta và cái không gian sống của chúng ta nó ăn khớp với nhau, nó hòa nhập với nhau, nó nâng đỡ nhau lên. Thì trước hết chúng ta xem qua cái thiết kế khá là hay, khá là thông minh của anh chủ thầu này. Người ta có hai cái mảnh đất liền kề nhau và người ta xây hai cái nhà như này để bán đấy. Thì chúng ta xem cái cầu thang ấy, người ta làm một cái giá để đồ như này, nó vừa tạo ra cái độ thoáng cho không gian ấy, vừa có cái chỗ hữu dụng để chúng ta sử dụng nữa, có cả ngăn và có cả giá đỡ. Và hơn hết ấy, là cái khung tranh, người ta thiết kế một cái khung tranh như này. Cái khung tranh này được làm từ gỗ ép công nghiệp ấy, được làm từ gỗ ép công nghiệp, người ta cắt ra xong người ta sơn màu trắng lên. Chúng ta sẽ thấy cái khung tranh như này đấy, nó là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất, đẹp nhất để chúng ta làm những bức tranh cửa sổ 3D nhé. Tranh càng gần gũi với thiên nhiên ấy, thì cái khung này nó càng đẹp. Và đây là một cái phát kiến mình phải nói là mình cực kỳ ấn tượng luôn. Làm bao nhiêu cái công trình thì toàn thấy gỗ, thậm chí gỗ rất là cao cấp. Có những nhà làm cả cái khung tranh bằng gỗ hương đấy, còn gỗ căm xe, các loại gỗ căm xe hoặc các gỗ bình thường khác như gỗ sồi thì gặp rất là nhiều. Thế còn đây đấy, người ta làm bằng gỗ công nghiệp, phủ cái sơn trắng lên. Chúng ta thấy không? Nó tạo ra một cái sự ăn khớp cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, cực kỳ tuyệt vời luôn. Thực ra mà nói đến cái bức tranh ở nhà bên kia nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình làm cái bức này trước để cho chúng ta cảm nhận được cái sự ăn khớp của bức tranh và không gian sống. Nãy chúng ta sẽ xem cái ánh sáng nó rót từ ngoài vào. Đó, đằng sau của cái cửa sổ này nó có một cái cửa sổ người ta chắn kính ấy, nó sẽ rót ánh sáng qua cái khung chúng ta đặt ở đây và nó chiếu sáng cái bức tranh của chúng ta. Đấy là ở cái trạng thái bình thường, còn lúc này là khoảng tầm 5 giờ chiều rồi thì mình bật điện lên cho chúng ta cảm nhận nó dễ dàng hơn. Đó, thì cái bố trí như vậy nó làm cho cái nhà vừa rộng hơn, vừa sáng hơn, vừa thoáng đãng hơn. Thì đây là một cái diện tích đất không phải là rộng lắm, nó chiều sâu của nó khoảng tầm 10 mét trở lại thôi, và chiều rộng của nó chắc khoảng 5 mét, tổng cộng chắc khoảng 50 mét vuông gì đó. Đó, người ta thiết kế một cái không gian sống như này. Chiều cao trần nhà nó chỉ rơi khoảng tầm 3m đến 3m1 thôi, khá thấp. Nhưng mà hệ thống đèn ấy, thiết kế khá là thông minh, toàn bộ là dùng cái đèn 3 màu đấy, cho nên là rất là hay. Kể cả các cái giá để đồ trong nhà hoặc là cái màu sơn trong nhà mình rất là ấn tượng. Thì mình đi làm nhiều nơi nhưng mà cái màu sơn đẹp như này thì mình thấy người ta dùng cái màu sơn bây giờ, mình thấy là nhiều màu nó khá là lạnh, khá là tối. Thì một cái màu sơn nó tươi sáng, nó đẹp như này thì mình nghĩ là một cái màu sơn có chất lượng. Thế thôi, cái không gian sống của người ta đấy, nó khi chúng ta đặt bức tranh vào nó sẽ sống động hơn, nó sẽ nhiều sinh khí hơn và nó nhiều màu sắc hơn. Cái không gian từ đó mà nó được làm mát đi, được mở rộng ra. Đấy, chúng ta thấy cái bức tranh và cái không gian sống của khách hàng nó rất là khớp với nhau. Đấy, những cái thiết kế hết sức là đơn giản thôi, nhưng mà nó lại tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn. Đó, ấn tượng nhất chính là cái khung tranh người ta làm bằng cái gỗ công nghiệp đó. Những cái sản phẩm nó không đắt đỏ gì nhưng mà nó lại tạo ra hiệu ứng đẹp như thế này. Đây là bức tranh của nhà bên cạnh, thậm chí bức này mình còn ấn tượng hơn bức vừa nãy. Nhưng bức vừa nãy thì nó có cái cửa sổ nó hắt ánh sáng vào đấy, mình muốn cho mọi người thấy cái sự kết hợp nó rộng hơn giữa các cái chi tiết ánh sáng từ cái không gian chúng ta thiết kế và từ ánh sáng thiên nhiên nó hắt vào. Thì tất cả một cái bức tranh 3D, nó khổ tranh càng lớn thì cái sự tương tác với không gian sống nó càng mạnh. Thành ra những chi tiết như vậy thì chúng ta nên để ý đến. Đấy, tranh thiên nhiên, tranh cửa sổ 3D thiên nhiên mà nó làm cái khung trắng như này, màu như này, rất là đẹp các bạn ạ. Thì từ giờ mình sẽ cố gắng đưa các cái thông minh trong cái vấn đề thiết kế lên. Thì nếu như ai đã có rồi, đã biết rồi thì chúng ta xem và chúng ta bỏ đấy. Còn nếu chúng ta sửa nhà, chúng ta làm nhà thì tôi hy vọng là những cái ý tưởng của chúng tôi hoặc là những cái cóp nhặt của chúng tôi sẽ mang lại những cái kinh nghiệm để chúng ta làm tranh nhà mình, thiết kế không gian sống của mình nó đẹp hơn nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.